Tây Mông Thánh bảo: Con dâm phụ kia, thằng gia nhân khốn nạn đã cung khai đầy đủ hết rồi, mày đừng chối tội nữa, khôn hồn muốn sống thì nói thật hết ra. Kim Liên khóc nức nở nói: Trời ơi! Thế này thì oan uổng cho tôi biết chừng nào, trong thời gian nửa tháng. Dạ, vắng nhà, ngày nào tôi cũng cùng Tam Nương trò chuyện, thêu thùa. Chưa tới tối, tôi đã đóng cửa đi ngủ, không dám bước chân ra khỏi cửa. Chàng không tin thì cứ hỏi Xuân Mai. Tôi ở nhà làm gì, nó cũng biết. Đoạn quay lại gọi: Xuân Mai, ngươi lại đây mà nói cho Gia Gia nghe đi. Tây Mông Khánh rít lên: Ta không cần hỏi ai hết, ta chỉ hỏi mày mà thôi. Mày có nhận là đã cho thằng khốn đó mấy cái trăm cài tóc bằng bạc không? Hỡ con giặc cái dâm loạn kia! Kim Liên khóc nói: Hoàng, tội lắm chàng ơi, tôi thề không làm chuyện gì bậy bạ. Thì làm gì có chuyện lấy đồ đạc cho người này người kia? Mấy cái trăm bằng bạc chàng cho tôi hiện còn đủ số. Có mất đi đâu cái nào, chàng đếm lại thì biết. Đấy, chẳng qua là người ta ghen tức với tôi rồi du oan giá họa cho tôi. Người ta thấy chàng không ở nhà thì thôi, mà ở nhà là chàng chỉ ở với tôi. Do đó hồ nhau ám hại tôi, xin chàng xét lại cho tôi nhờ. Tây Mông Khánh bảo: Được rồi, không nói chuyện trăm nữa, nhưng còn những vật này thì sao? Nói xong, rút trong tay áo ra cái dải lưng và cái túi gấm rồi hỏi: Những thứ này là của mày, tại sao lại ở trong người tên phản chủ? Mày còn lẻo mép chối tội nữa hay thôi? Đoạn thẳng cánh quất mạnh chiếc roi da vào tấm lưng trần trắng muốt. Kim Liên quặn người kêu lên một tiếng đau đớn, rồi phục xuống khóc nói: Gia Gia ơi! Nếu quả Gia Gia muốn giết tôi, thì tôi xin chịu chết. Còn nếu Gia Gia vẫn đôi chút đối hoài tới tôi, thì xin nghe tôi nói. Trong lúc Gia Gia vắng nhà, tôi thường cùng Ngọc Lâu vào Hoa Viên theo thùa, rồi thất lạc mấy thứ đó. Tôi tìm kiếm mấy ngày không thấy, nào ngờ tên già nhân lượm được. Rồi tham lam mà lấy luôn, chứ tôi đâu có cho nó bao giờ. Tây Mông Khánh thấy Kim Liên nói phù hợp với lời nói của Cầm Đồng lúc nãy, lại thấy vết roi rướm máu trên tấm lưng ngà. Thêm vào đó, Kim Liên lõa thể, quỳ mọp dưới đất, tóc mây rối bời, mặt qua đầm đìa nước mắt, thì tự nhiên cơn giận đã nguôi đi 7-8 phần. Liền gọi Xuân Mai ra hỏi: Con dâm phụ này quả có tằng tiệu với tên khốn kiếp đó không? Ngươi hãy nói rõ, nếu ngươi nói nó vô tội thì ta sẽ tha cho nó. Xuân Mai liền bước tới Tây Mông Khánh ổn ẻn thưa: Gia Gia ơi, làm gì có chuyện tài trời đó, hàng ngày tôi và Vũ Nương ở luôn bên nhau,
tôi nào có thấy gì đâu, chắc đây là do người ta ghen ghét, dư oan giá họa cho nương nương tôi mà thôi. Gia Gia là người sáng suốt, sao lại có thể tin những lời vô căn cứ đó? Tây Mông Khánh nghe xong, không nói gì, lát sau buông cây roi xuống, bảo Kim Liên đứng dậy mặc xiêm y rồi, gọi Thu Cúc bảo dọn tiệc rượu. Kim Liên chống tay ngồi dậy, Tây Mông Khánh bảo, hôm nay ta tạm tha cho, từ giờ trở đi, ta đi thì vắng nhà phải đóng cửa sớm, không được ra khỏi cửa, không được nghĩ bậy bạ, làm chuyện bậy bạ ta mà nghe, được chuyện gì khác thì quyết không tha đâu. Kim Liên đáp, những lời chàng dặn tôi xin ghi nhớ. Nói xong lại tạ bốn lại, rồi vào trong trang điểm mặc xiêm y, sau đó trở ra hầu rượu. Ngày thường Kim Liên được Tây Môn Khánh yêu quý là thế, hôm nay bị đòn nên xấu hổ lắm, ngồi hầu rượu mà không nói được câu nào. Tây Môn Khánh đang ngồi uống rượu thì gia nhân vào báo là có các tân khách và thân thích đem lễ vật lại chúc thọ, trong đó có Ngô Đại Cửu, Ngô Nhị Cửu, Phó Nhị cùng con gái và con rể của Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh vội vàng trở ra phòng khách thù tiếp mọi người. Nhà họ Lý cũng sai gia nhân đem lễ vật lại. Ứng Bá Tước, Tạ Hỷ Đại và đám bạn bè cũng đủ mặt. Tây Môn Khánh bận rộn tiếp khách. Trong khi đó, đám thiếp của Tây Môn Khánh nghe tin Kim Liên thọ nhục, bèn kéo tới giả vờ thăm hỏi, nhưng để dò xét tình hình. Tới nơi, thấy Kim Liên nằm trên giường, Ngọc Lâu bước vào hỏi, cớ sự làm sao vậy, nói cho tôi nghe được chăng? Kim Liên nước mắt chan hòa đáp, Thư Thư ơi, tôi biết hai con ác phụ đó nó hại tôi, đặt điều du oan để Gia Gia đánh tôi, thù này quả là sâu như biển, không bao giờ tôi quên. Kiều Nhi và Tuyết Nga đứng ngoài nghe vậy, kéo nhau lui ra. Trong này Ngọc Lâu nói, chẳng hiểu chuyện ra làm sao mà tên gia nhân của tôi lại bị đuổi đi. Nhưng thôi, Thư Thư đừng buồn giận làm gì, chắc là Gia Gia sẽ hồi âm ngay tí mà. Để Gia Gia vào phòng tôi sẽ nói cho. Kim Liên đáp, cảm ơn Thư Thư có lòng tốt với tôi. Nói xong, ngồi dậy bảo Xuân Mai pha trà mời Ngọc Lâu. Hai người trò chuyện một hồi, sau đó Ngọc Lâu cáo từ về phòng. Tối hôm đó, Tây Môn Khánh nghỉ tại phòng Ngọc Lâu. Ngọc Lâu bảo, thế là tự nhiên tôi mất một tên gia nhân thân tín theo tôi từ bên nhà sang đây. Theo tôi thì chuyện đó không có đâu, mấy hôm trước Kim Liên có lời qua tiếng lại gì đó với Kiều Nhi và Tuyết Nga, hai bên thường ghét nhau nên rất có thể là họ làm hại nhau. Chàng đừng quá nóng mà khiến cho người khác bị oan. Nếu quả có chuyện này thì chính đại nương phải biết trước mà nói cho chàng nghe chứ. Đằng này chàng chưa hỏi rõ trắng đen đã làm ầm lên rồi. Tây Môn Khánh đáp xuôi, tôi đã hỏi Xuân Mai, nó cũng nói là không có gì. Ngọc Lâu bảo, Ngũ Thư Thư đang buồn khổ, sao chàng không đến đó hỏi han vài câu? Tây Môn Khánh đáp, được rồi, để tôi tối mai tôi đến đó. Hôm sau, Tây Môn Khánh làm tiệc lớn đãi thân thích và các tân khách, lại cho đem kiệu mời Lý Quế Thư tới, đồng thời gọi hai ca nữ khác tới hát mùa vui.
Lý Kiều Nhi thấy cháu mình tới thì vui lắm, dẫn vào chào Nguyệt Nương, rồi cho A Hoàng đi mời các thiếp của Tây Môn Khánh tới. Mọi người đều tới, chỉ có Kim Liên không tới, nói là trong người không khỏe. Nguyệt Nương tặng cho Quế Nương nhiều khăn tay và lụa vải. Tối hôm đó, trước khi ra về, Quế Nương tới thăm Kim Liên, tới nơi bước vào nói: "Tôi xin tới chào Ngũ Nương." Kim Liên bèn sai Xuân Mai đóng cửa phòng lại, không tiếp. Xuân Mai nói với Quế Thư: "Ngũ Nương đã dặn, tôi không dám trái lời." Quế Thư giận lắm, vừa buồn vừa thẹn mà về. Tối hôm đó, Tây Môn Khánh đến với Kim Liên. Kim Liên ân cần giúp Tây Môn Khánh cởi áo cởi dài, rồi rót trà chút rượu, dở hết thủ đoạn quyến rũ lúc vào giường. Kim Liên khóc nói: "Chàng ơi, trong nhà này có ai quý mến tôi đâu, chỉ có chàng hiểu được lòng tôi. Và tôi cũng hiểu được lòng chàng. Người ta thấy chàng thương tôi, thường ở bên tôi, cho nên người ta ghen tức, dùng lời độc ác hạ tôi. Thành thử chàng yêu tôi mà vô tình lại chính là người muốn giết tôi. Nỗi oan này của tôi bao giờ mới tỏ? Người đời có câu: gà nhà bị đánh thì chạy quanh quẩn, còn gà rừng bị đánh thì chạy tuốt vào rừng. Cho nên chàng có muốn tôi chết thì tôi cũng xin chết trong nhà này mà thôi. Chứ còn cái hạng sướng ca ở chốn yên hoa thì làm gì có tình nghĩa. Hôm nọ Đại An được sai đi mời chàng về, chàng không về còn đánh mắng nó. Nó tới thưa với Đại Nương lúc đó: "Tôi có mặt và cũng nói như vậy, nào ngờ có người nghe được mà động lòng, rồi để tâm thù oán tôi, bày chuyện hại tôi. Từ xưa, người bị người hại thì không thể chết, chỉ khi nào bị trời hại thì mới chết được mà thôi. Tôi thế nào thì sau này cũng tự nhiên sẽ rõ, nhưng chỉ xin chàng nên thận trọng hơn mà thôi." Tây Môn Khánh cho là phải. Mấy hôm sau, Tây Môn Khánh cưỡi ngựa tới nhà họ Lý, có Đại An và Bình An đi theo. Lý Quế Thư đang tiếp khách ở một phòng, nghe tin Tây Môn Khánh tới, vội chạy vào phòng riêng, lau chùi phấn son, cởi bỏ đồ trang sức, rồi lên giường nằm. Trong khi đó, Lý Ma Ma bước ra đón tiếp Tây Môn Khánh. Sau khi mời khách ngồi, Lý Ma Ma hỏi: "Mấy hôm nay sao không thấy Đại Quan Nhân Quan Lâm tới đây?" Tây Môn Khánh đáp: "Mấy hôm nay ở nhà cũng có nhiều việc bận." Đoạn hỏi: "Hôm nọ tôi cho người tới mời, sao không thấy Quế Khanh tới mà chỉ có mình Quế Thư vậy?" Lý Ma Ma đáp: "Quế Khanh có người mời đi, mấy hôm nay không thấy về." Nói xong đem trà ra mời. Tây Môn Khánh hỏi: "Quế Thư đâu, sao không thấy?" Lý Ma Ma đáp: "Con nhỏ đó thì chẳng hiểu tại sao, hôm nọ từ đằng Đại Quan Nhân về, nó cứ rầu rĩ không vui, cứ nằm lì trong phòng, không ra tới ngoài. Chắc là nó có buồn chuyện gì đó, sao Quan Nhân không vào hỏi thăm nó một câu?"
Tây Môn Khánh ngạc nhiên. Tôi nào hay biết gì đâu. Được, để tôi vào thăm. Lý bà nói, nó đang nằm trong phòng riêng đó. Tây Môn Khánh đứng dậy, một A Hoàng dáng mạnh. Tây Môn Khánh bước vào phòng, Quế Thư mặt rầu rầu, tóc buông xõa, nằm quay mặt vào trong. Biết có Tây Môn Khánh vào, nhưng cứ nằm yên. Tây Môn Khánh lại gần giường hỏi, hôm đó về nhà, có chuyện gì không vui vậy? Quế Thư nằm im, không đáp. Tây Môn Khánh lại hỏi, hay là trong nhà tôi có ai làm Phật lòng nàng chăng? Nàng cứ nói, để tôi xử cho. Mãi sau, Quế Thư mới quay ra nói, thì cũng là bà ngũ nương của quan nhân chứ còn ai vào đây nữa. Bà ta khinh miệt chúng tôi, gọi chúng tôi là loài dâm phụ. Tôi nói thật, chúng tôi trước kia cũng là con nhà như ai. Bây giờ tuy làm nghề này, nhưng so ra vẫn còn hơn chán dạng những nghề kẻ tự nhận mình là con nhà lương thiện. Hôm nọ, tôi tới đâu phải là để hát sướng kiếm tiền, mà là đem lễ vật lại mừng ngày sinh nhật quan nhân. Đại nương ở nhà tiếp đãi tôi thật là niềm nở, lại tặng cho tôi rất nhiều quà. Tôi muốn tỏ ra lễ độ lịch thiệp, nên xin được mời các nương nương tới để chào hỏi. Mấy vị nương nương khác đều tới trò chuyện vui vẻ, chỉ có bà ngũ nương là không thèm ra. Lúc gần tối sắp về, tôi đích thân chào hỏi, nhưng bà ta sai A Hoàng đóng cửa phòng lại, không thèm tiếp. Bà ta khinh khi chúng tôi quá mà. Tây Môn Khánh bảo, hôm đó thì quả Phan Thị, nó có chuyện buồn thật, nên mới vô lễ với nàng như vậy. Chứ như ngày thường, thì nó tất ra diện kiến nàng rồi. Nhưng mà con ác phụ đó cũng gớm lắm. Nó nhiều lần ăn nói làm tổn thương tới danh dự người khác. Tôi đã trách mắng mấy lần, lần này tôi phải về đánh cho nó một trận mới được. Quế Thư ngồi dậy, dí ngón tay vào trán Tây Môn Khánh mà bảo, nói thế mà không biết ngượng, quan nhân đời nào dám đánh bà ta. Tây Môn Khánh nói, nàng không biết tôi hay sao mà nói vậy. Trong nhà tôi, bất cứ già trẻ lớn bé có lỗi là tôi đánh đòn hết, tội nặng thì tôi cắt tóc gọt đầu, chứ giỡn sao? Quế Thư nói khích, quan nhân nói vậy thì tôi cũng biết vậy, chứ tôi có chứng kiến bao giờ đâu. Được rồi, bây giờ quan nhân về nhà thử cắt tóc gọt đầu con mụ vô lễ đó, rồi cầm tóc mụ ta đến đây cho tôi coi. Có vậy tôi mới tin, có vậy tôi mới phục quan nhân là người chủ trong gia đình. Tây Mộng Khánh bảo, nàng thách ta phải không? Quế Thư cũng cười. Ừ, tôi thách đó, xem quan nhân có đáng mặt hảo hán không. Hai người trở lại chuyện trò vui vẻ. Tối hôm đó, Tây Môn Khánh ngủ tại nhà Quế Thư. Hôm sau, mãi gần tối mới từ giã, Quế Thư bảo, chàng ơi, lần sau chàng tới đây mà không có mớ tóc của con mụ đó, thì đừng nhìn tôi nữa, nghe không? Tây Môn Khánh gật đầu lên ngựa mà về. Tới nhà, Tây Môn Khánh tới thẳng phòng Kim Liên. Kim Liên chạy ra dồn dã tiếp đón, nhưng hỏi gì Tây Môn Khánh cũng lạnh lùng không đáp. Kim Liên sai A Hoàng dọn tiệc rượu thì Tây Môn Khánh gạt đi. Kim Liên ngạc nhiên lắm nhưng không dám hỏi, chỉ sai Xuân Mai dọn giường rồi dẫn Tây Môn Khánh vào.
Tây Môn Khánh ngồi trên giường, bắt Kim Liên cởi hài ra. Kim Liên líu ríu dâng lời, Tây Môn Khánh ngồi dựa vào gối, bắt Kim Liên cởi hết xiêm áo, rồi quỳ xuống đất. Kim Liên hoảng sợ, không hiểu chuyện gì, nhưng cũng làm y lời, lõa thể quỳ phục trên mặt đất, rồi mếu máo nói: Dạ dạ ơi, tôi có tội gì, xin cứ nói ra, nếu tôi quả có tội, nếu dạ dạ không còn thương tôi nữa, thì xin cho đem con dao ra đây, tôi xin tự xử. Tây Môn Khánh mắng, con giặc cái ác phụ kia, đừng có nhiều lời. Đoạn quay ra gọi, Sơn Mai, đóng hết các cửa lại, rồi lấy cái roi ngựa bằng da, đem vào đây cho ta. Sơn Mai cứ chần chờ ở ngoài, Tây Môn Khánh phải gọi 2-3 lần mới bước vào, nhưng cứ đứng yên. Kim Liên ngẩng lên bảo, Sơn Mai ơi, gia gia định đánh chị đó, cứu chị với em ơi. Tây Môn Khánh bảo Sơn Mai, ngươi đừng có lôi thôi, ra lấy roi vào đây cho ta, đánh con dâm phụ này một trận. Sơn Mai nói, gia gia ơi, nương nương có lầm lỗi gì thì gia gia dạy bảo, chứ sao lại đánh chửi như vậy. Nương nương lúc nào cũng một lòng thờ gia gia, có gì cũng chẳng nên gây sóng gió. Gia gia làm như thế, coi sao được. Bây giờ tôi không nghe lời gia gia, mà ra mở cửa chạy ra ngoài, thì gia gia tính sao? Tây Môn Khánh cười ha hả bảo Kim Liên. Được rồi, nếu vậy thì ta không đánh nàng nữa. Nàng cứ đứng dậy đi cho ta hỏi. Bây giờ ta muốn xin nàng một vật, nàng có chịu cho ta hay không? Kim Liên đứng dậy nói, tôi lúc nào cũng chỉ biết có gia gia thôi. Gia gia nói gì tôi cũng nghe, nhưng tôi có gì để cho gia gia đâu, mà gia gia cần gì vậy? Tây Môn Khánh bảo, ta muốn mớ tóc nàng. Kim Liên kêu lên, trời ơi, sao lại có chuyện đó? Gia gia muốn gì, chứ muốn vậy thì làm sao tôi chịu cho được? Tôi từ khi lọt lòng mẹ tới nay đã 26 năm rồi, đến bây giờ mới có được mớ tóc như thế này, làm sao cắt bỏ đi được? Xin gia gia thương tôi một chút. Tây Môn Khánh lạnh lùng, ta không nói lời thôi, chỉ hỏi rằng nàng không chịu nghe lời ta phải không? Kim Liên nói, tôi không nghe lời chàng thì còn nghe ai bây giờ? Nhưng chuyện gì chứ chuyện này thì nghe sao được. Tuy nhiên tôi cũng xin hỏi là chàng cần mớ tóc tôi để làm gì vậy? Tây Môn Khánh bảo, để ta làm tóc giả. Kim Liên nói, nếu vậy thì tôi bằng lòng. Chỉ sợ là chàng đem cho con dâm phụ nào mà thôi. Tây Môn Khánh bảo, ta không cho ai đâu. Kim Liên nói, nếu vậy thì để tôi cắt. Nói xong xõa tóc ra, cầm kéo cắt một mớ đưa cho Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh lấy giấy gói lại, rồi bỏ vào túi. Kim Liên cắt tóc xong, thì lăn vào lòng Tây Môn Khánh mà khóc nức nở. Chàng nói gì tôi cũng nghe. Chỉ xin chàng đừng thay lòng đổi dạ, bỏ tôi mà thôi. Tối đêm hôm đó, Tây Môn Khánh
ở lại với Kim Liên. Tây Môn Khánh thấy Kim Liên cũng đáng thương, bèn dùng lời ôn tồn an ủi. Sáng hôm sau, Kim Liên dọn quà sáng ra, Tây Môn Khánh ăn xong, cưỡi ngựa tới nhà họ Lý. Quế Thư chạy ra hỏi ngay, chàng đã gọt đầu cắt tóc con mụ đó chưa? Tóc nó đâu? Tây Môn Khánh bước vào bảo, có đây, có đây. Đoạn thò tay vào túi lấy gói tóc ra, đưa cho Quế Thư. Quế Thư mở ra, quả thấy mớ tóc dài đen nhánh, bèn vui vẻ cất vào tay áo. Tây Môn Khánh bảo, nàng xem xong thì trả lại cho tôi. Hôm qua tôi nói dối nó là để làm tóc giả, nó sợ tôi mà chịu cắt. Tôi làm vậy là để không thất tính với nàng. Quế Thư không chịu, nhét mớ tóc Kim Liên vào dưới hài để hằng ngày dẫm đạp lên, rồi quay vào bảo Quế Khanh dọn rượu ra mời Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh ở luôn với Quế Thư mấy ngày liền. Về phần Kim Liên, từ ngày cắt tóc thì luôn luôn buồn phiền, không ra khỏi phòng, cơm nước cũng chẳng buồn ăn. Nguyệt Nương thấy vậy thì sai gia nhân mời Lưu Bà tới thăm bệnh. Lưu Bà thăm bệnh xong nói rằng, Ngũ Nương có chuyện buồn phiền không nói ra được, nên trở thành nhức đầu mệt mỏi, lười ăn uống. Nói xong, lấy hai viên thuốc màu đen ra, dặn là tối thì uống với nước nóng. Lại nói, ngày mai tôi sẽ bảo ông nhà tôi tới xem năm nay nương nương có tai ương gì không. Kim Liên hỏi, thì ra ông nhà cũng biết bói toán hay sao? Lưu lão đáp, ông nhà tôi tuy mù nhưng có ba cái tài. Thứ nhất là bói toán rất linh nghiệm. Thứ nhì là biết dùng phép châm cứu để chữa bệnh. Thứ ba là biết dùng bùa phép. Kim Liên hỏi, bùa phép để làm gì vậy? Lưu Bà đáp, thí dụ như trong nhà có chuyện anh em bất hòa, cha con xích mích hoặc vợ chồng chia rẽ, thì ông nhà tôi chỉ cần viết vài lá bùa cho nuốt, thì nổi mấy ngày sau là cha con thương yêu nhau, vợ chồng thuận hòa, anh em thân thiết trở lại. Phàm buôn bán không phát đạt, nhà cửa không hưng dượng, ông nhà tôi đều làm cho trở thành hưng tài dựng lộc. Còn các thứ như chim tinh cúng sao, ông nhà tôi đều giỏi, nên thiên hạ thường gọi là Lưu Lý Tinh. Có một lần, một người con dâu chuyên ăn cắp của mẹ chồng về cho cha mẹ ở nhà. Người chồng biết được giận lắm, đánh đập rất tàn nhẫn. Người vợ đó tới cầu cứu, ông nhà tôi chỉ viết mấy lá bùa đốt thành than, bảo người vợ đó hòa vào nước cho bên nhà chồng uống. Từ đó bên nhà chồng thấy nàng ta lấy cắp đồ đạc cũng lờ đi như không biết gì, lại cho một lá bùa bảo giấu dưới gối của người chồng. Từ đó người chồng rất mực say mê nàng mà không còn đánh đập gì nữa. Kim Liên nghe nói mừng lắm, gọi A Hoàng đem bánh pha trà mời Lưu Bà ăn. Lúc Lưu Bà ra về, Kim Liên trả tiền thuốc rất hậu, lại đưa tiền trước để mời Lưu Lý Tinh hôm sau tới làm bùa phép. Hôm sau, Tây Môn Khánh vẫn chưa về nhà. Lưu Lý Tinh tìm đến từ sáng sớm, gia nhân gắt cổng hỏi, lão già mù kia đi đâu vậy? Lưu Bà đi cạnh chồng lên tiếng, ông nhà tôi vào chữa bệnh cho Ngũ Nương.
gia nhân cho vào. Lưu Bà dẫn chồng vào phòng Kim Liên, đôi bên chào hỏi xong, Kim Liên cho biết ngày sinh, tháng đẻ. Lưu lão bấm đốt ngón tay mà nói, như vậy là nương nương sinh vào giờ Sửu, ngày Ất Hợi, tháng Canh Dần, năm Canh Thìn. Cứ theo giờ này thì nương nương là người có nhan sắc, nhưng đường chồng con thì vất vả, vợ chồng thường hay xung khắc, qua cầu mấy bận mà vẫn chưa được thảnh thơi. Kim Liên khen đúng. Lưu lão nói tiếp, tôi cứ thật mà nói, thì nương nương là người thông minh quyền biến, được nhiều người yêu mến, nhưng năm nay thì xấu lắm, thế nào cũng gặp tai ương, tuy không phạm gì tới bản mệnh, nhưng cũng nguy hiểm lắm. Kim Liên nghe xong, đưa một lạng bạc ra mà nói, nếu quả vậy, thì xin thầy ra tay giúp cho cách nào để tránh tai ương. Tôi xin tạ một lạng bạc trước, để thầy uống trà. Tôi chỉ mong sao bọn tiểu nhân đừng theo chọc phá, và chồng tôi yêu quý tôi mà thôi. Lưu lão cất bạc vào túi rồi nói, nếu vậy thì phải lấy gỗ liễu tạc thành hai bức tượng, một nam một nữ, viết ngày sinh tháng đẻ tên tuổi của gia gia và nương nương mà dán vào, sau đó dùng vải đỏ bịt mắt bức tượng đàn ông, lấy ngải dán vào ngực, lấy kim đâm vào tai, dùng keo dán chân lại, sau đó ngầm để vào dưới gối của gia gia, lại còn dùng bùa đốt thành than, ngầm bỏ vào trà cho gia gia uống. Như vậy chỉ ba ngày sau là công hiệu. Kim Liên hỏi, dám xin thầy giải thích rõ cho tôi được yên tâm. Lưu lão cười, có gì đâu, lấy vải đỏ che mắt để cho gia gia nhìn nương nương thì thấy đẹp tựa tây thi, lấy ngải dán vào ngực là để gia gia say mê nương nương, lấy kim đâm vào tai là để từ nay gia gia không đi đâu được nữa. Kim Liên nghe xong mừng lắm, vợ chồng Lưu lão ngồi nói vài câu chuyện nữa rồi cáo từ. Sáng hôm sau, Lưu bà đem bùa và tượng lại đưa cho Kim Liên.